Chúng ta chuẩn bị để bắt đầu. Trước khi tiên chúng ta sẽ dâng lời cầu nguyện, xin cùng nhau hiệp ý trong một kinh Abba Cha ơi. Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Chúng con xin dâng buổi gặp gỡ tối hôm nay cho Chúa. Xin Chúa ban thần khí của Chúa đến trên bản thân con cũng như anh chị em của con đang lắng nghe, để tất cả chúng con đón nhận điều Cha muốn trao ban cho chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lại xin mời các cha và anh chị em chúng ta cùng đọc tin mừng của ngày thứ tư lễ cho, tin mừng theo Thánh Matthew. Hôm nay chúng ta đọc cái đoạn dành riêng cho việc trao tặng, tức là bước thứ ba. Bước thứ nhất là cầu nguyện, là to pray. Bước thứ hai là trai tịnh, to fast. Và hôm nay buổi thứ ba, buổi cuối trong kỳ tĩnh tâm này là give, to give, trao tặng. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Thưa các cha và các bạn trẻ, anh chị em, ở trong bản văn có dùng đến chữ động từ là bố thí. Thú thật là chúng tôi không thích cái chữ bố thí đó lắm. Mặc dù ngày xưa cái nghĩa bố thí nó rất là hay, nhưng mà càng về sau này người ta làm cho nó dị dạng, làm cho nó thành ra một cái nghĩa xấu. Nó làm như bố thí giống như là mình là kẻ ở trên, mình ném một cái gì đó, mình ban phát một cái gì đó, mình bố thí cho một cái người nghèo hơn mình, nhỏ hơn mình, yếu hơn mình, thấp kém hơn mình ở trong địa vị xã hội. Nên cái chữ bố thí đó nó không còn là cái nghĩa đẹp nữa. Nên chúng tôi thấy cái cách của tiếng Anh nói là to give đó, là trao tặng. Nó có một cái gì đó nhân bản, nó có một cái gì đó rất là dễ thương ở trong đó. Nên thứ nhất đó là cái chi tiết như vậy. Nên chúng tôi đặt cái buổi thứ ba này là buổi give, trao tặng. Chúng ta vừa đọc với nhau lại đoạn tin mừng của ngày thứ tư lễ cho. Đoạn tin mừng này gợi cho chúng ta nhớ đến việc lành phúc đức mà chúng ta làm cho người nghèo, cho những người đang đau khổ, cho những người thấp cổ bé miệng, cho những người đang chịu bất công, cho những người đau yếu bệnh tật, nhất là trong cái mùa đại dịch corona này. Mà cái đoạn tin mừng này sẽ đến cũng là tin mừng theo Thánh Matthew mà chương 25. Đó là cái dụ ngôn của ngày cánh chung. Chúa Giêsu kể như là một vị vua để mà gọi là phán xét các thần dân trong quốc gia của mình. Thì ở trong đó có chia ra bên là chiên và bên là dê. Chiên là những người có tấm lòng vị tha, mà dê là những con người vô cảm, khép lại, đóng lại ở nơi mình. Tin mừng Matthew chương 25 chúng ta không cần phải đọc lại hôm nay vì ai cũng nhớ, ai cũng thuộc nó rồi. Trước tiên mời anh chị em nhìn về phía những người được gọi là cái phe của cái phía của con chiên.
đứng bên phải của đức vua đó, thì theo cái cách nói của đức vua đó, thì xưa ta thế này, các ngươi đã làm thế này cho ta, thì chúng ta hiểu được rằng cái chuyện mà ta cho ăn, cho uống, cho mặc, chúng ta tiếp rước, chăm sóc và thăm nuôi người khác, những người đang đau khổ đó, không ghi rõ là một lần hay là nhiều lần, nhưng có thể hiểu được là thường xuyên, gặp rất là nhiều lần ở trong cuộc đời, thường xuyên chứ không phải lâu lâu mới gặp. Mà cũng không phải là làm ở một nơi nào đó cụ thể, mà là làm ở mọi nơi mọi lúc, làm suốt đời, làm như là một cái phản xạ tự nhiên. Khi thấy người nghèo, khi có những người đang cần đến mình, thì cái phản xạ tự nhiên của mình là làm cho người ấy một cách vô điều kiện, mà lại làm với một cái cung cách ân cần, tận tụy, làm với cả tâm hồn, yêu quý và tôn trọng những người đang thiếu thốn, đói khát, người đang đau khổ ấy, cả những người trần truồng, những người bị bệnh tật lở loét, những người vô gia cư, những người bị lỡ đội đường, những người đang bị đại dịch quật ngã, lại cả những người bị tù, những bản án bất công, hay là những người bị đày đọa, bị đày đi khổ sai chẳng hạn. Đó. Thế ra cái cung cách mà Chúa Giêsu tả trong cái dụ ngôn đó cho ta thấy là cái việc đó là chúng ta không phải lâu lâu, hiếm lắm mới gặp, nhưng mà ta có thể gặp người nghèo quanh ta ở mọi nơi, ở mọi lúc, và điều đó nó làm cho chúng ta cũng sẵn sàng để chia sẻ với họ, trao tặng cho họ một cách ân cần, vô điều kiện. Đó là những người mà Chúa Giêsu nói là những người có tấm lòng, người vị tha, tôi đặt tên là như vậy. Thế các bạn, người thứ hai mà được xếp vào bên tay trái đó là những con dê đó. Thú thật là trong Kinh Thánh là cứ hễ nói đến chiên và dê thì người ta nghiêng ngay cái thiện cảm về phía con chiên, và có một cái gì đó coi thường, ác cảm đối với con dê. Thì cái phe con dê đó, à cái con, đúng rồi, cái con dê đó là tôi xin đặt tên nó là người vô cảm. Thì chúng ta hiểu ngay đây là cái thái độ và cung cách vô cảm, thậm chí là thản nhiên, thờ ơ coi như không, mắt nhìn thấy nhưng mà lòng không có rung động, thường xuyên là khép kín trước tất cả những cái nỗi khổ, nỗi đau, nỗi sợ, nỗi bất công, nỗi cô đơn của tha nhân khốn cùng có đầy ra chung quanh mình. Thật ra thì những cái người này họ cũng đâu có làm cái gì xấu đâu, họ cũng không có phạm tội nào cả, họ chỉ có một cái là từ chối không làm điều tốt, họ không có phạm một cái lỗi lầm nào để mà có thể bắt lỗi được, có ấy được mặc, nhưng mà lại có một cái luật của lương tâm, luật của tâm hồn, họ đã không làm điều tốt, tức là họ gián tiếp làm điều xấu, họ đã để cho cái xấu, cái ác nó lên ngôi, nó lấn lướt, nó hoành hành, nó xúc phạm đến phẩm giá con người. Nên không phải là cứ làm điều ác thì mới có tội đâu, nhưng mà im lặng trước điều ác, khoanh tay lại, quay lưng lại, thờ ơ thản nhiên, vô cảm trước cái ác, trước cái khốn khổ của anh em đồng, đó lại là một cái tội, đó được xếp vào lại là con dê. Và hậu quả của hai chuyện là con chiên, những người được gọi là con chiên đó được vào hưởng hạnh phúc nước trời, còn cái phe con dê đó thì bị đẩy đọa vào cái nơi khốn cùng. Thế thì bây giờ chúng ta dõi mắt nhìn vào Chúa Giêsu thì sao? Cái độc đáo ở đây là mỗi khi ta làm một điều tốt cho người ta đó, thì không ai ngờ, cái người làm cũng không ngờ là mình đang làm điều đó cho chính Chúa Giêsu. Ngược lại thì rất là đáng sợ khi mà người ta không làm một điều tốt nào đó cho người khác, cũng không ngờ là người ta đã khép lòng, đã từ chối chính Chúa Giêsu, không làm điều tốt cho Chúa Giêsu. Cái bi đát nó nằm ở chỗ đó.
không phải là đã thấy Chúa Giêsu liền ở nơi cái người nghèo. Xin lỗi anh chị em đã bị gián đoạn một chút xíu. Tức là Chúa Giêsu rõ ràng là ngài đứng về phía người nghèo. Chúa Giêsu muốn họ là hiện thân ngày hôm nay của chính ngài ở giữa cuộc đời. Khuôn mặt không phải là khuôn mặt của Chúa Giêsu, dáng vẻ không phải là dáng vẻ của Chúa Giêsu. Đó là một con người thấp kém, những người nghèo khổ, những người bệnh tật hôi hám, những con người bị tù đầy, những người bị oan ức, những con người đang đau khổ và cô đơn. Khuôn mặt của họ không phải là khuôn mặt của Chúa Giêsu, nhưng mà Chúa Giêsu lại đứng về phía của họ, đứng ở đằng sau lưng họ, ở trong họ. Nên làm cái gì cho họ hay không làm cái gì cho họ là đã làm hay là không làm cho Chúa Giêsu. Và đó là cái phúc họa, được thưởng hay là bị phạt, nó nằm ở cái mẫu ra sao, giai cấp trên hay giai cấp dưới, đảng phái nào hay là nghề nghiệp nào, địa vị như thế nào trong xã hội. Kể cả cũng không tính đến chuyện cái người đó đi tu hay là không đi tu, giáo dân hay là tu sĩ linh mục, mà chỉ dựa trên một cái tiêu chuẩn duy nhất, cái cách cư xử đối đãi tử tế, nhân ái. Xin lỗi anh chị em, do wifi ở chúng tôi ở ngoài này nó yếu quá nên nó lại bị gián đoạn, có khả năng nó sẽ còn bị gián đoạn nhiều lần. Thôi chúng ta tận dụng lúc này để mà chúng ta đi tiếp. Rõ ràng là Chúa Giêsu hay là Đức Vua ở trong dụ ngôn khi xét xử con người ta chiên hay dê đó, được thưởng hay là bị phạt đó, thì ngài không hề phân biệt cái người đó là theo tôn giáo nào, màu da làm sao, đẳng cấp ở trong địa vị trong xã hội, hay theo đảng phái hay là nghề nghiệp, hoặc làm cái gì danh giá hay là không danh giá, đi tu hay là không đi tu, giáo dân tín hữu bình thường hay là tu sĩ linh mục. Nhưng mà chỉ dựa trên một tiêu chuẩn duy nhất là con người đó có cư xử tử tế, có đối đãi ân cần và nhân ái đối với người nghèo khổ cùng cực hay không. Vậy là chẳng trừ một ai, tất cả chúng ta đều được Chúa Giêsu đánh động lương tâm trong cái dụ ngôn này. Tuy nhiên bản thân tôi thấy rất là sợ hãi, bởi vì tôi nhận ra được là đối với những ai có trách nhiệm, có chức vụ, có vai trò quan trọng ở trong hội thánh, ví dụ như các linh mục như chúng tôi, rồi phía anh chị em là những người đang là thủ trưởng cơ quan, giám đốc một công ty, dưới tay mình bao nhiêu là nhân viên, có cả người khá giả cũng như người nghèo, rồi ở trong gia đình anh chị em là người làm cha làm mẹ, đang có trách nhiệm phải lo cho vợ, lo cho chồng, lo cho con, lo cho cha mẹ già của mình. Thì tất cả những ai có trách nhiệm mà càng cao đó, rồi chức vụ, rồi địa vị nó càng cao đó, thì lại là được Chúa Giêsu đòi hỏi, chất vấn, rồi đòi hỏi tha thiết và mãnh liệt nhất. Những con người được Chúa chất vấn như vậy, đòi hỏi cao như vậy, thật ra là một vinh dự, chứ nó không phải là một sự sợ hãi. Nhưng nếu như chúng ta nghe đoạn tin mừng này xong mà vẫn thản nhiên như không, không cảm thấy nó có đụng gì đến mình ấy, thì coi như là một sự đáng sợ. Chúng ta phải nghe được tiếng lòng của mình. Đợt tĩnh tâm này chúng tôi rất mong anh chị em xem lại của mình. Hai phần trước chúng ta đã xem lại rồi, nhưng mà cái phần thứ ba này đó rất là đáng sợ, là bởi vì nó sẽ quyết định đến cái hậu vận của chúng ta, quyết định đến cái đời sau của chúng ta. Nếu vậy thì cái phần thứ ba này là cái phần mà chúng tôi đã dùng cái chữ là ghi vào đó, tôi ghi vào đó, là trao tặng đó. Thì xin phép nêu lên một vài lời nhận định về việc trao tặng, về việc dâng hiến, chia sẻ. Trước tiên là chúng ta để ý đến một cái ông thánh, đặc biệt là lo cho người nghèo, Thánh Vincent de Paulo, đấng sáng lập ra dòng nữ tử bái Vincent, dòng Nam Lazarus đó. Thì tôi được một sơ nữ tử bái Vincent, sơ Marie Luc, bây giờ bà cũng qua đời rồi. Khi tôi cách đây 40 năm, tôi còn rất là trẻ, thì
một lần gặp gỡ tại Trại Phong Phước Tân. Thì Sơ Maraluk lúc đó là đang là giám đốc phụ trách. Thì bà con nói chuyện về Thánh Vinh Sơn Đệ Phao Lô, bà con nói một cái câu của Ngài tôi nhớ mang máng, đại khái tiếng Pháp là con người ta được mời gọi là Quitter Dieu dans l'Église pour rencontrer Dieu dans les pauvres. Tôi nhớ không biết có sát hay không, nhưng mà ý là như vậy. Là hãy tạm biệt, nếu cần con phải tạm biệt Chúa ở nơi nhà thờ, ở nơi cung thánh, để con mau mau chạy đi tìm gặp Chúa ở nơi người nghèo. Nên Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi, nhưng mà nếu mà trong tất cả những nơi ấy mà lại có người nghèo á, thì ưu tiên sẽ gặp được Chúa ở chỗ đó. Rồi Thánh Vinh Sơn Đệ Phao Lô, Ngài còn nói một cái câu là khi anh em, chị em tặng một ổ bánh cho một người nghèo thì hãy nhớ kèm theo một nụ cười, để cái nụ cười ấy, cái giá trị của nụ cười ấy nó xóa nhòa cái hành vi mà anh em dám xúc phạm người ta khi dám lấy một cái gì đó mà cho người ta. Lúc đầu tôi cũng chưa hiểu đâu, nhưng mà dần dần mình mới hiểu được là chúng ta chẳng có cái gì để cho người khác. Tất cả những gì ta có là ta nhận lãnh từ Thiên Chúa. Mà một có một người nào đó là người đói thì rõ ràng là ta đang lấn mất cái phần của họ, ta đang lấy mất cái phần của họ. Nên nếu như ta có đem một ổ bánh mà đem chia cho người nghèo thì không phải là ta làm một điều gọi là cao thượng đâu, mà đó là một cái nghĩa vụ, một cái chuyện đương nhiên ta ấy. Mà vậy mà ta vẫn cho họ để họ phải khoanh tay cảm ơn ta thì ta đang xúc phạm họ. Vậy thì thôi vẫn cứ cho, vẫn cứ giúp cho họ một ổ bánh, nhưng mà nhớ kèm theo một nụ cười ân cần tử tế, dễ thương, để cái người mà đón nhận cái đó họ không cảm thấy bị xúc phạm, không cảm thấy bị nhục nhã, mà họ được cái nụ cười ấy khích lệ. Kèm theo một nụ cười chân thành để nụ cười ấy xóa đi cái sự xúc phạm họ, sự tổn thương đến những người anh chị em ấy mà chúng ta đã gây ra. Còn bà mẹ Teresa Conquita đó, cũng được phong thánh rồi đó, thì bà có nói thế này: cái chiếc áo mà anh chị em đang mặc nó là của anh chị em, còn cái chiếc áo thứ hai anh chị em đang treo ở trong tủ, cất ở trong hòm, thì đó là cái áo đáng lẽ là của người nghèo đấy, chứ không phải của các bạn đâu. Rồi nếu như bạn có một cái áo thứ ba thì là chính là các bạn đã cướp đấy, đã giật lấy của một người nghèo, mà vì thế có một ai đó đang trần trụi không có áo để mặc. Ngay từ đầu chúng tôi đã nói cái chữ bố thí nó làm cho chúng ta ngộ nhận. Nên trao tặng ở đây không phải là bố thí, không phải là ở trên rót xuống, không phải là ở trên thả xuống, ban bố xuống, nhưng là ngang hàng với nhau, một sự sẻ chia ân cần. Mà cũng không phải chỉ là chuyện giúp đỡ cơm và vài bánh, không phải là giúp đỡ tiền bạc, mà kèm theo đó trao tặng cả nụ cười, tặng một lời khích lệ, tặng một lời an ủi, một lời nâng đỡ tích cực, giúp cho người nghèo, giúp cho người bệnh có được tinh thần mà vươn lên, cố gắng bản thân họ cũng sẽ phải thoát ra khỏi cái tình trạng bi đát đó. Một cha dòng Đông Bosco, cha Hoài Chương, khi tôi sang Mỹ, trên đường Ngài lái xe chở tôi về New York, thì Ngài cho nói là cái năm 2001 đó, cái ngày mà 9 tháng 11 hay là 11 tháng 9 tôi quên, hình như là 11 tháng 9, Ngài đang lái xe thì nó xảy ra cái chuyện mà gọi là không tặc nó cướp máy bay, nó đâm vào trong cái tòa nhà tháp đôi. Thì Ngài kể cho tôi nghe là lúc đó radio ở trên máy đó, ở trên xe, máy radio gắn ở trên xe hơi đó, họ trưng dụng cái đài radio đó để họ phát đi một cái lời thông báo. Họ nói là tất cả những ai đang là cựu chiến binh, tất cả những ai đang là bác sĩ thì đi về chỗ nào, những người cựu chiến binh thì đi về chỗ nào, tất cả những ai là linh mục và tu sĩ, nam hay nữ, thì đi về tập trung vào cái chỗ này. Thế những cái chỗ mà tập trung đó là bệnh viện, các bác sĩ, các y tá, cần không cần biết là ai, anh là ở quốc tịch nào, anh là bác sĩ thì là anh được mời đến cái địa điểm đó, họ đọc cái địa chỉ đó. Rồi y tá cũng thế, điều dưỡng cũng thế, rồi tất cả những người là lính hay là cảnh sát hay là cựu chiến binh, hướng đạo sinh, các hướng đạo sinh, rồi
các linh mục tu sĩ thì được mời về một cái địa điểm nào đó. Ở chỗ đó tất cả những nạn nhân, có khi là cả là những gia đình của nạn nhân đã được tập trung về đó. Và họ đang hốt hoảng, họ đang sợ hãi, họ đang căng thẳng, họ đang khủng hoảng, thì đưa về đó để mà mình có mặt ngay. Nếu mà là linh mục tu sĩ thì giúp đỡ cho họ lãnh nhận các bí tích cần thiết, hay là nâng đỡ, khích lệ an ủi, vỗ về họ, xoa dịu nỗi đau của họ, nỗi sợ hãi của họ. Các bác sĩ thì chăm sóc ngay cho các nạn nhân, các cựu chiến binh hay là soi con hay là thiếu sinh của Hưng Đạo, thì có mặt để mà làm một cái việc gì đó có ích ngay cái hoàn cảnh đó. Vậy tức là cuộc sống của chúng ta nó luôn luôn có sẵn những công việc, có sẵn những đối tượng, những con người để con người ta chúng ta có thể nói được lời khích lệ, chúng ta nó vỗ về, chúng ta an ủi, chúng ta cử hành bí tích, để chúng ta mời họ một bát cơm, một tô mì. Nên trao tặng không phải là bố thí đâu, mà là một nghĩa vụ cần thiết giữa con người với nhau. Mà chúng ta lại còn khám phá ra được rằng cái tấm gương để mà chúng ta soi vào để mà biết là mình có sẵn sàng mà làm cái nghĩa vụ trao tặng cho người nghèo đó, nó có đàng hoàng tử tế hay không. Ấy là chúng ta nhìn vào người nghèo, chúng ta sẽ thấy là người nghèo họ lo cho nhau rất là tốt, họ rất là ân cần với nhau, họ nhanh hơn, cái mức độ của họ lại còn nhiều hơn là người khá giả, người đầy đủ như chúng ta lo cho họ. Kinh nghiệm của trong nhà dòng chúng tôi có một cha kể lại, trong một xóm giáo do ngài phụ trách, một hôm là ngài được báo tin là trong xóm giáo ngài phụ trách có một cái gia đình nó đói rồi. Cái ông là nghề xe ôm mà ông bệnh nặng 4-5 ngày rồi, ông không làm ra tiền, ông không tìm được gạo để mà lo cho vợ và 5 đứa con, gia đình ấy đói rồi. Cha nghe ông xóm trưởng xóm giáo báo như vậy thì cha vội vội vàng vàng, cha chạy thật nhanh về nhà dòng. Cha vào trong cái kho nhà bếp của chúng tôi đó, cha lấy một cái bao, cha xúc tới xúc lui thì có lẽ cũng được cả 10 ký, 20 ký gì đấy. Xong rồi vội vàng chạy trở ra lấy xe chạy tới cái xóm giáo. Thì cái ông trưởng xóm mới dẫn ngài đi đến cái nhà, thì ngài cũng hơi chột dạ là mình là phụ trách cái xóm giáo này mà lâu nay mình không hề biết là trong xóm của mình, người công giáo của mình phụ trách lại có một cái nhà nó khổ đến thế, nghèo đến thế, nó như một cái chòi bằng tấm tôn với lại những thùng gạc tông. Thế thì phải khom mình mới chui vào. Thì khi khom mình chui vào trong thì lại trông thấy cả nhà, những cái người đó, hai vợ chồng và 5 đứa con đang súng vào chung quanh một cái nồi đang nấu sùng sục thơm. Ủa, nghe nói là đói hết gạo mà tại sao đang nấu cái gì mà ngon thế? Thì cái bà mới nói, cái bà ấy đại khái là tên quá là bà Tư đi. Bà mới nói, dạ thưa cha, con chào cha. Vâng, nhà con hết gạo thật. Đây cái nồi thùng gạo con chẳng còn hạt nào. Nhà con là chạy gạo từng bữa. Mà ông chồng con ốm nặng mấy ngày không chạy được đồng xu nào. Nên bây giờ hôm nay là chúng con đói. Nhưng mà cái bà Năm ở bên hàng xóm của con đó, hôm nay bà cũng nghèo như con, nhưng mà ngày hôm nay bà còn lại được 2 lon gạo thì bà mới đem chia cho con 1 lon để con nấu cháo. Bà cũng lại còn đúng 1 lon, nhà bà hôm nay cũng phải ăn cháo. Bà bảo thôi tao ăn cháo để cho tụi bay cũng có cháo mà ăn, chứ nếu mà tao ăn cơm như mọi ngày thì tụi bay nhìn đói. Ồ, cha nghe câu chuyện hay quá. Cha bảo thôi thế thì tôi mang 10 mấy 20 ký gạo này đến, là tôi không biết nó là bao nhiêu, thôi tôi xớt ra làm đôi nhé. Thì bên này bà Tư một nửa rồi, dẫn đường tôi qua thăm nhà bà Năm, tôi tặng cho họ 1 nửa còn lại. Thế sang đến nơi thì thấy cái bà kia cũng đang nấu nồi cháo. Cha mới khen quá, cha mới bảo là sao bà tốt thế, bà có mỗi 1 lon gạo, à bà 2 lon gạo mà bà hy sinh, bà thay vì bà ăn được cơm thì bà đã nhịn bớt lại để bà ăn cháo, để cho nhà bên cạnh hàng xóm mình cũng có cháo mà ăn. Xong rồi cho xong là bà cũng sạch sẽ, không còn cái gì. Ngày mai đói thì sao? Bà bảo dạ thưa linh mục, bà này không có đạo. Và thưa linh mục, chúng tôi nghèo, chúng tôi biết nó khổ như thế nào. Nên tôi cũng bị đói, mà cho người kia cũng đừng bị đói, bớt được đói trước nào hay trước đó. Mà tại linh mục không biết đó, cũng có lúc gia đình nhà tôi cũng chẳng còn lon gạo nào, thì bà Tư đó, bà cũng đem sang bà cho chúng tôi một chút để hai nhà cùng đều có cháo mà ăn.
chúng tôi có hỏi là tại sao bà tốt như thế, như là linh mục vừa hỏi tôi đó, thì bà trả lời là tại ở tôi là đạo công giáo, Chúa dạy chúng tôi như vậy, phải biết chia cơm xẻ áo cho người nghèo. Ồ, hóa ra là cái người nghèo họ lại lo cho người nghèo, rất là tốt như vậy. Thế thì cha mới về, cha mới kể cho chúng tôi, cha mới bảo là mình nếu mình chạy thật nhanh về, mình mở vào trong cái kho của mình, thì cái kho của mình của một cái nhà dòng to như vậy thì nó có cả một hai tạ gạo trong đó, nên ta có xúc đến 20-30 kg gạo thì ngày mai ta vẫn không có sợ đói. Nhưng cái người nghèo họ nhanh hơn ta, ta còn phải chạy tới chạy lui mới có để mà chia sẻ, còn họ đã lấy ngay cái của họ đang có để chia, và chia xong thì họ không còn cái gì. Nên cái mức độ, cái liều lượng yêu thương, cái liều lượng ân cần ở trong đó của người nghèo họ lo cho nhau, nó nhanh hơn, nó nhiều hơn, nó sâu sắc hơn chúng ta lo cho nhau. Một cái câu chuyện khác, câu chuyện này là chính đích thân tôi gặp, xin phép cho tôi uống miếng nước. Cũng lâu rồi, trên 10 năm, 11, 12 năm, tôi có đi với nhóm Fiat lên thăm trại phong Eana thuộc tỉnh Đắk Lắk của người dân tộc Ede. Thì hôm đó chúng tôi mang quà đến nhiều lắm rồi, thì lúc đó các bạn trẻ đang chia nhau ra, theo sự phân phối của nhân viên bệnh viện thì đọc tên như thế nào thì tụi tôi phát gạo, phát quần áo, phát cá khô, mắm. Thế thì tôi tương đối rảnh rỗi, không có việc gì, tôi mới lui ra sau, tôi đứng tôi nghỉ. Thế tôi trông thấy có một ông cụ già người dân tộc Ede, ông mới ngồi xẹp xuống ở trong cái góc tường, ông ngồi ông khóc thút thít. Người đứa bé mà nó khóc thì mình đã thấy nó xót xa, mà lại một ông cụ già mà ngồi khóc thút thít, một người dân tộc, thì mình thấy nó không lành. Mình mới lại mình bắt chuyện hỏi thăm, sao ông lại ngồi khóc. Ông mới nói đại khái, ông nói cái người dân tộc nói lơ lơ không có ra tiếng kinh ấy. Ông nói là ớ là tôi hôm bữa nay tôi khóc là tôi buồn quá. Mà sao bác lại buồn? Rồi bởi vì hồi xưa là tôi còn cái chân đó, thì hôm thấy hai cho tôi đôi giày, mà hôm nay thì mang giày lên cho, rồi tôi không còn chân để mà đi, nên tôi nhìn người khác, mà tôi nhìn xuống cái chân của tôi không còn, tôi buồn quá tôi khóc. Ngày hôm đó chúng tôi bất ngờ có một cái người ân nhân, họ cho chúng tôi mấy chục cái đôi giày bảo hộ lao động. Nó cũng chẳng phải là sang trọng giàu có đẹp đẽ gì cả, nhưng mà nó dùng tốt, dùng cho người nghèo rất là tốt, lao động. Thế thì mang mấy chục đôi giày đang phát cho những người mà tiêu chuẩn là còn chân để đi, thì cái ông này cũng không còn chân. Thế tôi đứng đó mà tôi nghẹn ngào, tôi khóc theo. Tôi mới tự nhủ lòng mình rằng từ đây về sau, nếu mà mình làm được một cái gì cho người nghèo đó, mình làm ngay đi, đừng chần chừ, đừng do dự, đừng có nghĩ suy tính là thôi cái chỗ này không nghèo lắm rồi tôi đi tới chỗ khác tôi nghèo hơn rồi tôi cho, chỗ này ta suy tính như vậy, có khi nó sẽ đi đến một cái tình trạng mà đến lúc mà ta có được cái gì đến mà chia sẻ cho người ta, trao tặng cho người ta đó, thì không còn kịp nữa. Thế cái ông giày đó, lúc mà tôi còn chân đó thì không thấy ai cho giày, bây giờ cho giày thì tôi lại không còn chân, xót xa. Một câu chuyện khác, anh em chúng tôi cũng lên cái trại gọi là trại tâm thần, hay nó gọi là trung tâm nuôi những người cơ nhỡ, tên là Trọng Đức, nó thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Năm đó cũng tam nhật thánh, tôi lo cho họ thứ năm tuần thánh, thứ sáu tuần thánh và thứ bảy tuần thánh phục sinh. Thì hôm đó là thứ năm tuần thánh, tập trung hai trại nam và nữ lại vào khoảng 350 người ở trong một cái nhà nguyện của họ rất là lớn, rộng rãi, sạch sẽ. Thế thì tôi nói là bây giờ mà mình mà rửa chân á, mà chọn năm 12 ông mà rửa chân theo cái truyền thống mà chúng ta vẫn làm ở các giáo xứ đó, thì có chừng họ nổi loạn. Những người họ rửa chân họ không được, họ tức lắm ạ. Họ tâm thần mà. Bây giờ với lại nhân viên ở cái trung tâm nó cũng khoảng 15 người nữa, thì có khoảng 300 người, 30 người mà lo cho 300 người, thì chắc là mỗi người sẽ đi rửa chân khoảng 10 người. Thì là, bởi vậy thì không còn giữ theo cái truyền thống là linh mục chủ tế đi rửa chân nữa. Rồi có 12 ông hội đồng giáo xứ ngồi bắt ghế ngồi, không có, không chơi kiểu đó nữa. Mà chúng tôi xin chuẩn bị sẵn một cái chậu nước, rồi chúng tôi đi rửa chân cho hết mọi.
chúng ta lại bị gián đoạn chút xíu. Xin được kể tiếp. Thế khi chúng tôi cố gắng tỏa ra mấy chục người đi rửa chân cho mấy trăm người thì cũng xong, cũng nhanh lắm. Mỗi người rửa khoảng 10 người. Thì người cuối cùng tôi còn nhớ là một anh tâm thần, cũng không còn trẻ lắm. Anh ta mặc áo màu thun màu đỏ. Thế thì tôi vừa rửa xong chân cho anh xong, tôi đứng lên một cái thì anh chụp lấy tay tôi, anh trừng mắt tôi. Tôi cũng hết hồn. Anh mới dí tôi xuống ghế. Anh tránh ra, anh không còn ngồi ghế nữa. Anh kéo tôi vào, dí tôi bắt xuống ngồi cái ghế đó. Anh mới chỉ mặt tôi, anh bảo là: "Cha vừa rửa tội cho tôi, bây giờ tới phiên tôi rửa chân cho cha. Cha vừa rửa chân cho tôi, xong bây giờ thì tôi phải rửa chân cho cha. Và tôi phải ngồi xuống." Tôi cũng sợ. Và tôi ngồi xuống theo lệnh của anh. Và anh ta bắt đầu rửa chân cho tôi. Lạy Chúa tôi, anh rửa chân rất là kỹ, rất là ân cần. Thỉnh thoảng anh vừa rửa chân ấy lại vừa ngước mắt anh nhìn đến tôi. Thì cái khoảnh khắc đó tôi thú thật với anh chị em, tôi nhận ra đó là một đôi mắt nhân hậu, đôi mắt của Chúa Giê-xu. Không phải của một người điên nữa. Nhưng mà trong cái hành vi cúi xuống rửa chân là hành vi của Chúa Giê-xu ngày xưa thì bây giờ đang được lập lại. Nên tôi lại cảm nhận được một cái điều là khi mình làm được một cái chuyện gì đó tử tế cho người nghèo, cho người bệnh, cho người đang đau khổ đó, thì ta lại được Chúa Giê-xu phục vụ trở lại ta. Ta đang phục vụ. Ta tưởng là thôi vậy là cũng tốt rồi, đâu có sao đâu. Nhưng mà ta không ngờ cái mà ta được hưởng lại đó, ta được đón nhận trở lại nó lớn lắm. Bởi vì khi ấy chính Chúa Giê-xu đang phục vụ lại cho ta. Tôi cứ nhớ. Hy vọng cũng sắp hết rồi, sắp xong cái phần của chúng ta. Chiều hôm nay tôi vừa mới xem lại cái video quay lại bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco. Bài giảng vào sáng ngày thứ Bảy hôm qua, ngày 28 tháng 3, tại nhà nguyện Thánh Marta. Thì Ngài có kể lại cái chi tiết này, đáng cho chúng ta phải suy nghĩ. Rất là nhiều người tới tai Ngài, câu chuyện đã tới tai Ngài là rất nhiều người đã phản ứng rất là mạnh với các vị giám mục địa phương, rằng tại sao các đức cha lại để cho các linh mục và các nữ tu đi chăm sóc cho các bệnh nhân corona. Chuyện xảy ra bên Ý mà. Lỡ rồi chết rồi, ai mà làm bí tích, cử hành bí tích cho chúng con. Trách các đức cha tại sao như vậy. Cái chuyện mà gọi là đã có y tế, đã có nhà nước phải lo, tại sao lại để cho các linh mục và các nữ tu làm chuyện đấy? Đức Giáo Hoàng của chúng ta, xin lỗi, Đức Giáo Tông Francisco của chúng ta nghe phản ứng mạnh lắm. Ngài bảo như hóa ra chẳng lẽ các linh mục chỉ để cử hành các bí tích sao? Mà thôi sao? Nên cái chuyện mà lo cho người nghèo nó trở thành một cái chuyện trong bản chất của con người. Những người nào mà đã tin vào Chúa, đi theo Chúa, sống theo tin mừng thì nó phải trở thành cái nghĩa vụ tự nhiên của nơi cái con người đó. Càng là linh mục, càng là tu sĩ, càng là nữ tu thì lại càng phải dấn thân để lo cho người nghèo nhiều hơn. Chứ không phải bảo tôi còn phải lo dâng lễ, tôi còn phải lo giải tội, tôi còn phải lo dạy giáo lý. Nó sẽ rơi vào cái chuyện câu chuyện dụ ngôn người Samari nhân hậu. Thưa anh chị em, để đi đến việc kết thúc phần tĩnh tâm buổi ngày hôm nay, chúng ta thấy trong ba cái, trong bài tin mừng của Thánh Matthew thứ tư lễ cho đó, thì chắc là Thánh Matthew cũng có một cái dụ ý nào đó khi sắp cái phần trao tặng việc lành phúc đức cho người nghèo đó nằm ở trên đầu, rồi mới tới chuyện cầu nguyện, rồi mới tới chuyện trai tịnh. Có lẽ là Ngài có một cái dụ ý cho thấy rằng Thiên Chúa đã đứng hẳn về phía người nghèo, nên Ngài cũng dành cái ưu tiên đó cho người nghèo trước, rồi mới đến cầu nguyện, tức là cái tương quan của con người với Thiên Chúa sau. Thiên Chúa đã ẩn mình nơi thân phận của người nghèo. Nên nếu như chúng ta đã không biết trao tặng, không biết ân cần tử tế chia sẻ với người nghèo ngay bên cạnh mình và chung quanh mình, thì nói gì đến cái chuyện mà
thờ phượng Thiên Chúa, một đấng mà chúng ta vô hình mà chúng ta không thấy, ở quá cao và ở quá xa. Người ta cứ chăm chăm cầu nguyện thì coi chừng cái cầu nguyện ấy nó trở thành bất cập. Rồi cái chuyện mà chay tịnh, kể cả ăn chay hãm mình, phạt xác đủ thứ chuyện, nhưng mà nó lại không hướng, không có cái nền là chính người nghèo, thì cái chuyện ấy cũng trở thành vô nghĩa. Này, chúng ta có thể nói ngược lại là nếu như chúng ta càng cầu nguyện sâu xa, gắn bó sâu xa với Thiên Chúa, càng sống tinh thần chay tịnh thật sự đó, thì chúng ta lại càng được Thiên Chúa thúc đẩy, càng được lương tâm của chính mình thúc đẩy chúng ta phải mở lòng ra với tha nhân, nhất là với những người nghèo đói. Trong những ngày này đại dịch corona đang xảy ra, chúng ta thấy nó cũng đồng thời lộ ra cái chân tướng của con người trong xã hội. Người nào mà có cái mầm dễ thương ân cần tử tế đó, thì bây giờ cái mầm đó nó tăng trưởng lên, nó cố gắng ngồi may những cái khẩu trang, cố gắng giúp đỡ người này kia, đi thăm chỗ này, rồi nhạy cảm đối với những cái nơi mà những trung tâm mà ít con người được đến thăm viếng trong đợt này, thì nghĩ ngay đến họ đang cần gạo, họ đang cần mì tôm để mình có thể chia sẻ, làm một cái gì đó tử tế cho nhau. Hay là những con người mà vốn dĩ là bình thường mà nó đã có cái tâm hẹp hòi đấy, thì bây giờ nó là cái cơ hội, tự nhiên cái hẹp hòi nó bùng ra, nó trở thành một sự vô cảm độc ác, thu vén tất cả những cái khẩu trang bẩn thỉu hay là cái gì đấy để mà giặt đây xong rồi bán lại, hay là đẩy giá lên thị trường rất là cao để mà vơ vét được. Chúng ta thấy là một cái trận đại dịch này nó xảy ra đó, nó lại là một cái không phải là hoàn toàn xấu, nhưng mà nó là một cái cơ hội để chúng ta test lại xem coi không phải cơ thể mình có sức đề kháng, không phải chỉ nhắm đến cái chuyện mà đề kháng lại với căn virus, nhưng mà lại là test lại xem cái giáo lý của chúng ta, những cái chúng ta được nghe ở trong nhà thờ tin mừng, chúng ta đã nghe bao nhiêu buổi cầu nguyện, bao nhiêu buổi hành hương, bao nhiêu cái sâu chuỗi mà lần chuỗi, thì bây giờ nó là cái cơ hội để chúng ta sống nó một cách cụ thể, chứ nó không phải chỉ còn dừng lại ở cái chỗ tương quan với Thiên Chúa, tương quan ăn chay kiêng thịt đối với bản thân, nhưng mà nó còn được test lại ở trong cái tương quan đối với tha nhân. Ba cái đó không có cái nào tách rời khỏi cái nào. Càng lên với Chúa thì Chúa càng đẩy chúng ta tới tha nhân, càng tiết chế về con người bản thân mình thì có một cái tiếng nói của lương tâm đẩy con người ta đi đến cái chuyện chia sẻ với tha nhân. Mà càng chia sẻ với tha nhân thì lại càng có cơ hội để gặp gỡ Chúa, để càng cảm thấy mình tiết giảm và mình hãm mình ấy, nó có một ý nghĩa sâu xa, chứ nó không phải chỉ là sợ tội hay giữ luật. Vậy thì để kết thúc, xin cảm ơn anh chị em đã theo dõi chúng tôi trong 3 buổi. Buổi thứ nhất nó dài quá, 2 buổi sau chúng tôi đã cố gắng nó khoảng chừng 40 đến 45 phút. Nhưng mà cảm ơn anh chị em. Hy vọng là ngoài những cái buổi tĩnh tâm như thế này, chúng tôi còn có thể làm được cái gì thì chúng tôi làm cho anh chị em. Tôi hy vọng nó cũng là một cử chỉ trao tặng. Bởi vì không còn được đi dâng lễ, không được giảng tĩnh tâm, cũng buồn. Mà bây giờ chúng tôi tìm ra được cái cách để livestream với anh chị em, đó là một cái cách để tôi trao tặng đến anh chị em một cái sự gián tiếp để anh chị em nghe được lời thúc đẩy của Thiên Chúa, nghe được lời tin mừng mời gọi, thì anh chị em có thể làm được cái gì đó cho bản thân, cho gia đình mình và cho người nghèo. Thì như vậy chúng tôi tuy phải ngồi một chỗ chẳng làm được gì, chẳng đi đâu được, thì chúng tôi cũng cảm thấy được mãn nguyện trong Chúa. Xin mời anh chị em chúng ta sẽ cùng nhau hát lại bài nguyện cầu Giêsu để kết thúc ba buổi cầu nguyện tĩnh tâm của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban cho chúng con trái tim nhân hậu và giàu lòng thương xót của Chúa, để chúng con cũng biết xót thương người khác, còn biết viếng thăm, còn biết thứ tha,
và chúng con biết góp phần cùng với Chúa chữa lành anh em đồng loại của chúng con, nhất là những nạn nhân của đại dịch Corona. Ngoài ra chúng con cũng nhớ đến tất cả những người đang có ý định phá thai, nhớ đến những người đang bị bắt bớ giam cầm trong nhà tù, nhớ đến những người đau bệnh khác. Xin Chúa đến xót thương và viếng thăm. Nguyện cầu Giêsu xót thương cho xót thương. Nguyện cầu Giêsu viếng thăm Chúa viếng thăm. Nguyện cầu Giêsu thương tha Chúa thương tha. Nguyện cầu Giêsu cứu thoát. Nguyện cầu Giêsu xót thương. Nguyện cầu Giêsu viếng thăm. Nguyện cầu Giêsu thứ tha. Nguyện cầu Giêsu chữa lành. Ngài là tình yêu xót thương. Ngài là bình an viếng thăm. Jesus.
xin cảm ơn cả anh chị em. Chúng ta cùng nhau cảm ơn Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúc anh chị em tối nay một giấc ngủ ngon. Hẹn sẽ có những dịp khác để chúng tôi lại chia sẻ livestream với anh chị em. Xin cảm ơn anh chị em.